is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Xin chào mọi người, thì mọi người đã xem được cái intro về sản phẩm này. Đây là kính JBL Soggy Frame mới nhất hiện nay. Thì nó sẽ có hai loại, một là tròng hình tròn và tròng hình vuông. Thì đợt này về á, thì mình là về hình vuông. Tại vì hình vuông thì có vẻ nó sẽ khá là hợp với mặt của nhiều người hơn. Và nó sẽ có 3 màu, mình sẽ để hình trên đây. Bây giờ mình cũng không nói gì nhiều về những cái thông số, thì con này cũng chỉ điểm danh qua một số cái cơ bản về Bluetooth 5.2, sạc Type-C, kháng nước IP54 và vân vân. Nói chung, đây là một cái sản phẩm kính cộng loa, chứ không phải là một cái tai nghe để chúng ta nghe nhạc nó hay như một cái tai nghe bình thường. Mình sẽ trải nghiệm thử coi với cái mức giá sản phẩm là 3.990.000, nó có thể làm được những gì? Chạy bộ, tập thể dục, cuộc sống hàng ngày, áp dụng được những gì? Cùng theo dõi với mình nha. Ok, đập hộp JBL Soggy Frame. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đập hộp sản phẩm kính nha các bạn. Rồi. Khi mà chúng ta unbox ra thì hãng sẽ có cho chúng ta một cái túi bằng da. Ở trong túi này thì chắc chắn là sản phẩm kính rồi các bạn. Wow, rất là chỉnh chu luôn. Đây là cái kính JBL Frame. Ok, lột ni lông ra luôn. Quá đã luôn các bạn. Một cái chiếc kính màu vàng và vàng hơi ngã ngã vàng đồng. Và sẽ là trong suốt luôn nha cả nhà. Rồi, bây giờ sẽ xem tiếp coi phụ kiện trong hộp sẽ có gì nha các bạn. Đó, trong hộp tiếp tục. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nè. Và chúng ta sẽ có một cái cáp sạc. Cáp sạc hai đầu. À, cáp sạc từ một đầu USB ra hai đầu C. Lý do tại sao thì chút nữa mình sẽ cho các bạn coi ý kính. Rồi, còn một cái nữa, đó chính là cái miếng lau. Nó nằm trong cái nồi đó đó. Có cái miếng lau. Đây, một cái miếng lau nha các bạn, miếng lau kính. Các bạn đừng bỏ quên nha, nó nằm trong cùng sách hướng dẫn sử dụng đó. Đây là cái miếng lau kính, bành này nhìn coi ha. Quá đã luôn các bạn. In logo JBL nè các bạn. Anh em nào mê hàng JBL sưu tầm thì nó khá là mịn, giống như cái miếng mấy miếng ở ngoài người ta cho thôi, chứ không có gì hết. Không cho nước rửa kiến ha. Cho nước rửa kiến nữa hết bài các bạn ơi. Rồi ok, cái cúp này vô lại đi. Không dọn không lấy cái kính ra. Rồi. Bút vô. Rồi. Ok. Cái kính này thì các bạn thấy mặt phía trước thì cũng khá là nhỏ thôi, không có to đâu. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái gọng, thì cái sản phẩm này tháo luôn hai bên hông. Sản phẩm này thì theo như hãng công bố á, thì chúng ta sẽ sử dụng độc lập hai bên, không có sử dụng đi bằng cái đường vòng qua phía trước như của Bose. Thì kính này thì nó có cái ưu điểm rất là lớn là không bị gãy cái phần gạch đi gặp lại. Đó. Ok. Rất là trong suốt, chúng ta sẽ thấy được mọi thứ bên trong. Rất là high tech luôn nha anh em. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ sạc bằng hai bên, tại vì nó độc lập nên sẽ sử dụng sạc bằng hai bên chân Type-C. Cả thấy là cái chân Type-C ở hai bên sản phẩm. Đó, pin thì nằm dưới cùng. Đó, loa nằm phía bên đây. Mic thu rồi các kiểu accessory nằm trên đây. Và cái gọng này thì nghe nói là nặng khoảng tầm 52 gram thôi, không quá nặng đâu. Đó. Nhẹ không? Nhẹ. Hiều luôn các bạn. Ok. Đây là màu vàng. Nó sẽ có cả màu trắng và màu đen nữa nha anh em. Đó. Khá
là ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành vô áp của cái sản phẩm này nha. Ok, thì đây là cái kính nha các bạn. Thì khi mà chúng ta mở ra thì tự động nó sẽ on off luôn. Đó, khá là hay các bạn. Và cái sản phẩm này chúng ta sẽ cảm ứng trên đây để mà nét bài, tua bài hay là thao tác trả lời cuộc gọi. Wow, quá hay. Kháng nước thì bé này chỉ có IP57 thôi, không có được cao lắm. Nhưng mà nói chung là cũng không ai mà mang kính này đi bơi hoặc là đi lặn hết các bạn. Đi mưa này nọ thì cũng tương đối rồi các bạn, hạn chế cái cổng sạc này ra. Rồi ok, nhưng mà cái gọng này nó hơi lỏng. Mình muốn nó chắc hơn thì chắc mình phải siết lại một tí xíu, tại vì nó rất là dễ như thế này. Rồi mình sẽ để trên bàn như thế này để bắt đầu tiến hành vô app. Thì con này sử dụng app là vẫn là xài JBL headphone nha. Thì khi mà vô rồi, ở đây chúng ta sẽ có báo pin nè, LV laser nè, đó, volume control, playback control, audio mode, video mode đầy đủ hết các bạn ơi. Led, right, ba lăng led, tiết kiệm pin có luôn, phần mềm số seri có đầy đủ hết nha anh em. Ok, mình bấm vào tiếp, đó, tap bao nhiêu lần là sẽ nét bài, tua bài, có đầy đủ hết luôn. Đó, Turo 2 LV laser, đó, extreme vocal studio bass, đó, ok, đầy đủ hết tính năng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm thực tế cái mũ kính này ở trên cái ngoài đường nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm cái kính này coi như thế nào nha các bạn. Mình đã cho mọi người xem được vô áp như thế nào của cái kính JBL Frame. Tắt cái của bỏ cái từ sau ghia đi, JBL Frame, giống như Bo Frame thì JBL Frame. Rồi, bây giờ Vũ đeo vô. Bây giờ anh sẽ thử mở nhạc connect rồi đúng không? Bây giờ anh sẽ thử mở nhạc thử nha. Mình sẽ thử coi là coi âm thanh nó khi mà mình mở á, nó lọt ra ngoài có nhiều hay không, mình ngồi kế bên mình có nghe được hay không nha anh em. Đó, rồi cái đầu tiên. À quên nữa, thì cái kính Bo Frame, cái kính JBL Frame này á, thì mình có thể thay được cái trọng này, trọng cận, trọng màu, tùy mọi người. Nhưng mọi người phải giữ lại cái trọng zin để khi bảo hành thì họ làm thủ tục bảo hành nha anh em. Đó, rồi bây giờ mình sẽ mở thử. Ủa, mình để mình connect lại nha các bạn. JBL Saugi Frame. Sao nó hơi lắc nhỉ? Vô chưa? Nó không vô. Nó có báo không tin gì không? Không, nó không kêu on hay off luôn. Thử quên coi. Rồi, pairing. Ú, sao rồi tự nhiên mình out cái mới pairing ta? Ừ. Theo mình ngồi hiện tại á, mình đang ngồi tại vị trí này. Hiện tại mình đang ngồi tại vị trí này á, thì mình nghe được là pairing và turn off nha các bạn. Đó, cái phía bên này nha. Bây giờ mình sẽ mở nhạc cho các bạn coi thử. Mình để ở mức volume là 80%. Thì không biết là mic có thu được hay không thì mình chưa có rõ nha. Đó. Nếu mà hai người ngồi kế bên nhau thì mình nghe rất là rõ. Nghe to không? To. To lắm. Nếu mà so với thằng Bo thì sao? Cái bass nó sẽ đánh chắc hơn. Ừ. Còn về tiếng? Tiếng, cái lời nó có to hơn không? Em thấy cái lời nó sẽ có cái độ chi tiết. Chi một tiết xíu. Dạ. Còn về, nói chung là về âm thanh, hiện tại mình đang mở là 90, gần như là max volume rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ hạ xuống ở mức 50. Em có nghe gì không? Vẫn còn nghe. Nó vẫn nghe ở cái mức vừa đủ của mình. Vừa đủ của nó mình. Nó sẽ không có bị quá to, cũng không quá nhỏ. Quá to, không quá nhỏ. Rồi. Còn về cảm nhận của mình khi ngồi cái bên như thế này thì vẫn nghe được, nhưng mà nghe cái tiếng nhạc tí thôi. Mình không có biết được cụ thể nó là như thế nào, nhưng mà biết được là bạn đó đang nghe nhạc đó các bạn. Đó, thì đây là cái kính JBL Frame mới nhất của nhà JBL. Các bạn thấy hiện tại á, thì bạn thấy nó như thế nào với cái tầm giá 3990?
Rồi, bây giờ mình sẽ thử coi là đàm thoại coi như thế nào, có ổn không nha. Mình sẽ gọi điện thử một bạn ở bên trong, nhân viên ở bên trong coi như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm thời tắt nhạc nè. Rồi, vô call nha. Rồi, con mắm. Rồi. Mở lò ngoài nha. Ơ, đang để cái lò đó đúng không? Rồi, hỏi đi. Alo, alo, chị nghe không? Không có tiếng gió hả? À? Thì có gió đâu, mẹ ngồi đây thì có gió làm như đi xe vậy á. Ok, ok. Là nghe nó sẽ không có bị lọt gió vào. Bình thường thì ở trong phòng thì ví dụ như là có tiếng quạt hay là tiếng gì đó thì nó sẽ lọt vô. Chúc cho thử cái luôn. Này thì không có. Không không, mà hiện tại là anh ngồi cái bên nói nghe không? Nghe. Nghe luôn. Là anh đang ngồi cái bên này nghe luôn. À, nghe luôn. Vãi. Kinh vậy. Nghe rõ không? Nghe rõ, anh nói gì em nghe đó luôn. Nhưng ngồi sát thôi. Ok, khá là lợi hại các bạn. Nghe gọi qua Zalo nha. Bây giờ mình sẽ thử là mình vừa chạy xe, vừa gọi điện. Ê không, cái đó là phạm luật. Ê cũng đâu hẳn đâu. Tại vì cái này thuộc dạng là... Ủa được gọi là gì ta? Vừa tai nghe không? Tai nghe cũng không hẳn tai nghe mà loa. Nó thuộc dạng gì ta? Cũng không khó. Thì thôi cái đó là hơi phạm luật các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử là vừa đi bộ ở ngoài một nơi rất là phức tạp và thử coi là nó có nói chuyện bình thường được hay không. Và cái đầu tiên, nghe nhạc có tốt hay không. Cái thứ hai, và sau đó mình sẽ quay lại về bên trong và mình sẽ test thử coi ngồi trước quạt này nọ thu tiếng có ok không nha. Ok, cùng trải nghiệm thử nha các bạn. Đây. Ok mọi người, thì bây giờ mình với lại bạn sẽ đi thử test coi là bây giờ mình sẽ chở bạn nó một đoạn và bạn nó trải nghiệm thử coi là đeo kính ngoài đường mình chở nha thì có ổn không, và mình sẽ test luôn cái biết thử như thế nào nha các bạn. Ok, đi đủ cầm đi. Cho mượn cái điện thoại kia. Thoại để mở nhạc chứ. Rồi, má đi ra là không có mạng nha. Chọn bài bài nào đó thì trước khi mà nó rớt mạng. Dạ rồi. Rồi, nó có tua rồi đúng không? Mình nhạc chưa? Nghe rồi. Rồi, ok. Cứ nghe đi nha. Rồi. Nghe rõ lắm. Nghe rõ lắm luôn à? Dạ đúng rồi. Thế là nó vẫn sẽ nghe được những cái âm thanh xung quanh, nhưng mà cái nhạc nó để ngay trực tiếp chỗ cái tai của mình đó. Thì khi mà nghe thì mình vẫn có tập trung được vào cái nhạc nhiều. Vẫn nghe đúng không? Dạ nghe. Giờ vô hẻm thì tĩnh hơn à. Nói chung là hồi nãy là ồn như vậy là vẫn nghe được.
Không, anh gọi là anh nghe luôn á. Anh nghe được luôn hả? Ừ, vô hẻm thì anh nghe nè, còn ngoài nãy ngoài đường anh không có nghe. Giờ vô hẻm mới nghe. Anh ngoài đường thì nó nhiều tiếng quá. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Tại vì cái kính này người ta sản xuất ra là một á là đi xe đạp. Đi xe đạp hoặc là đi ô tô. Bên nước ngoài thì nó ít khi mà đi xe máy như bên Việt Nam mình. Thì họ nghiên kỹ sư nghiên cứu thì cũng không tới mức level đó. Thì đi mô cùng lắm là đi mô tô, thì mô tô thì độ chính xoay không à. À, bây giờ mình đang đứng ở ngoài nha các bạn. Ngoài đường rất là ồn luôn. Vẫn còn nghe đúng không? Dạ vẫn nghe. Ok. Thì bây giờ mình sẽ gọi điện về ở nhà. Để ở nhà các bạn coi là test như thế nào nha các bạn. Khi mà cái độ ồn phức tạp như thế này sẽ như thế nào. Rồi ok. Có gì nói nha. Alo, nghe không? Từ từ nha, từ. Alo, nghe không? Nghe không? Nghe rõ không? Chị nghe rõ không? Thí dụ mình nói một cái câu chuyện gì đi ha. Để cho nó Đánh giá. Bên đó có ồn không? Bên đó có ồn không? Đánh giá thử bên đó có ồn không chị? Không, đang đứng ngoài đường thôi, chưa có chạy. Có ồn không? Có ồn không? À chỉ nghe ồ thôi chứ không nghe tiếng xe hả? À là chỉ nghe thoảng thoảng thôi. À rồi. Không có nghe tiếng xe, ồ thôi. Alo nghe. Dạ nghe. Nghe rõ không? Chị nghe rõ không? Nghe rõ. Ví dụ mình nói một câu chuyện gì đi ha. Để cho nó đánh giá. Bên đó có ồn không? Đánh giá thử bên đó có ồn không chị? Đang chạy ngoài gió hả? Không, đang đứng ngoài đường thôi, chưa có chạy. Không, do mở ra ngoài thôi chứ không có nghe tiếng xe, không nghe gì hết. À, chỉ nghe ồ thôi chứ không nghe tiếng xe hả? Thì ý là do tiếng mở loa ngoài thôi á, chứ cũng không có nghe rõ tiếng xe. Mới có xe chạy qua gần á thì mới nghe thôi, chứ không phải là nghe ồ luôn. À, là chỉ nghe thoảng thoảng thôi. Ừ, đúng rồi, tiếng nói rõ. À, rồi. Nghe nói nhưng mà nó không có được rõ như hồi nãy, như trong phòng vẫn nghe là giống như ở ngoài đường. Còn nghe tiếng báo dữ nói nhưng mà nó không có được rõ như hồi nãy trong phòng. Như nãy trong kia. Bây giờ có nghe nói không? Rõ hơn rồi nè. Nghe nhưng mà không có rõ bằng tiếng của báo dữ. Nhưng mà không có rõ bằng cái tiếng như hồi nãy trong kia. Nghe tiếng hộp dịch lộn nha. Rồi. So với bầu ừ. Bầu sao? Xưa nó xài bầu rồi đó. Alo chị ơi. So với bầu thì sao? Đang đứng. Ấy là thử vừa chạy vừa gọi đúng không? Việt Nam ai chơi má. Dạ rồi. Ok.
rồi. Bồ mình đã tới đâu? Mình tới cái tai nghe thì sao? Mấy cái tai nghe đắp rồi nghe giả gì lắm. Còn nhưng mà so với AirPods Pro mấy đợt mình khoa đeo á thì nghe tiếng gió dữ lắm chứ không có được như vậy đâu. Anh Thiên có chạy xe không? Đứng yên chỗ. Ủa bây giờ đang đứng hay đang chạy? Đang đứng. Ờ thử chạy thử coi, chứ còn kính bô thì chưa có đo ngoài đường đâu biết đâu. À, thế là thử vừa chạy vừa lội đúng không? Ờ. Nghe thấy chơi mà. Rồi. Ok, thì tụi mình đã đi test cho mọi người thử xem là cái sản phẩm JBL Frame này khi mà hoạt động ở điều kiện thực tế nó sẽ như thế nào. Về hệ lượng pin thì tụi mình chưa có dịp để trải nghiệm sâu hơn về cái sản phẩm JBL Frame, nên mình sẽ xin một cái dịp khác mình trải nghiệm thực tế sau một tuần, hai tuần hay là... Rồi. Thì cái kính bô frame này á thì mình cảm thấy ở lộn JBL frame này sẽ cứ lộn bô, tại vì đó giờ lộn bô nó ra nó cứ ăn vô sâu trong máu rồi các bạn, cái mình cứ nhớ là của bô không à. Thì cái JBL frame này á thì mình thấy được một cái đầu tiên á là thời trang hơn, nó đẹp hơn, và đẹp hay xấu thì tùy gu của mọi người nha, nhưng mà đánh giá của mình thì thấy con này khá là đẹp và được cái với các bạn biết gì không, sạc Type-C hai bên rất là tiện, còn bô á là sạc bằng cái chân sạc riêng, chỉ có mẫu sau này á thì họ mới sạc bằng Type-C. Nhưng mà bô thì hay bị lỗi là cái chân gập, mà con này khắc phục điểm đó và giá con này mềm hơn rất nhiều, chỉ có 3990 thôi. À, các bạn có một cái cặp mắt kính chống tia UV đi ngoài đường, vừa làm thoại vừa nghe nhạc và làm rất là nhiều thứ luôn trên cái kính JBL Frame này, và cái mức giá cũng rất là êm luôn nha các bạn. Rồi, thì hồi nãy á, Vũ là người trực tiếp nghe cái sản phẩm này, thì Vũ khi mà nghe nhạc ở trong nhà thì mình không nói rồi, khi mà ở ngoài đường thì như thế nào? Khi mà mình nghe nhạc ở ngoài đường á thì cái tiếng nhạc á nó vẫn có từ chết rồi. Nó sao hồi nãy lúc mà anh chạy ngoài đường khúc đó. Nó ý là cái môi trường ở phía bên ngoài á. Cái môi trường ở phía bên ngoài nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà căn bản á thì khi mà mình đã đeo lên trên cái phần tai của mình rồi á thì mình vẫn nghe chủ đạo nhất nó vẫn là cái tiếng nhạc của mình. Còn những cái âm thanh xung quanh thì hầu như là nó chỉ là chèn vô thêm thôi. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà nó có khó chịu không? Nếu mà căn bản theo cá nhân của em á thì em cảm thấy nó không có quá là kiểu bất tiện. Nhưng mà trường hợp mình những người mà người ta không có thích kiểu quá nhiều cái tạp âm với lại ồn ào á thì chắc là nó sẽ hơi bất tiện. Rồi, thì mình cũng xin nói thêm về cái sản phẩm JBL Frame. Thì đây là cái kính mà cộng thêm loa, chứ không phải là một cái loa hoặc là một cái tai nghe để chúng ta đi nghe nhạc hoặc đàm thoại. Nó chỉ là một cái kính và được ẹp thêm những cái chức năng nghe nhạc và đàm thoại. Theo cái kỹ sư, dựa theo cái tập quán của nhiều quốc gia chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Ở nhiều quốc gia thì thường thì mình thấy là họ sẽ đi ô tô hoặc là họ sẽ đi bộ, là đi xe đạp, cùng lắm là đi xe đạp. Thì các bạn phải biết là đi xe đạp thì đạp tối đa cùng lắm là 40-50 cây số trên giờ, thì không đến nỗi mà nó như cái hiện trạng hồi nãy của mình. Thì mình đang test hồi nãy là nó hơi vượt quá một tí xíu, nhưng mà nói cho cùng thì như vậy cũng rất là tốt rồi, đối với một cái sản phẩm như hãng JBL làm ra rất là ok nha các bạn. Các bạn thấy sao về cái mã này, các bạn hãy comment phía bên dưới cho mình biết nha. Mình sẽ làm thêm những video mới về kính JBL. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, hãy like, subscribe giúp mình nha. Okay.